Nói trong phút giây lao hôm nay, Phương Kiên sẽ đến anh chị các bạn đọc bài hát được tên Có Lệ Nào. Đêm lạnh quá, em không về chung lối. Để bàn tay xoa ấm mai bờ vai. Đêm lạnh quá, sao đường về chia ai? Mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ. Có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một chút thương đau. Chia tay nhau sao không nói lời họ hẹn? Em trăng chờ giật ngủ buồn man. Anh một đời và mưu bánh khăng than. Trăng vừa mãi nên hồn còn băng giá. Có lẽ nào em ngây ngô rằng một ngày sỏi đá cũng cần nhau. Đêm lạnh quá, sao em không về chung lối? Để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai. Đêm lạnh quá, sao đường về chia hai? Mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ. Đêm lạnh quá, sao em không về chung lối? Để bàn tay sôi ấm mai bờ vai. Đêm lạnh quá, sao đường về chia ai? Mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ. Có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nửa đợi nhau. Có lẽ nào còn nửa chưa thương đau. Chia tay nhau sao không nói lời họ hẹn? Em trăng chờ giật ngủ buồn man. Anh một đời và view mảnh trăng tan. Trăng vừa mãi nên hồn còn băng giá. Có lẽ nào em ngây ngô không hiểu rằng một ngày sỏi đá cũng cần nhau. Rằng một ngày sỏi đá cũng cần nhau. Xin cảm ơn rất nhiều.